sản loa. Toàn thể thần dân hãy chú ý, hôm nay có một tin vui, đó là hoàng thượng sẽ tuyển vợ. Cho nên ai mà cảm thấy mình muốn đăng ký để mà trở thành vợ của đức vua thì phải trải qua các vòng casting, vòng 1, vòng 2, vòng 3, kèm theo nộp tấm hình 34 cộng số đo 3 vòng. Ai mà cảm thấy số đo 3 vòng đã chuẩn thì không cần gửi tấm hình 34. Còn gửi tấm hình 34 mà làm cho người xem khốn đốn thì không cần đo số đo 3 vòng. Thì bây giờ xin mời đức vua. Này giống nước bóng quá hả? Còn leo coi leo còn đưa to leo coi rồi na coi rồi na ta ba la ba tun tun ta ba la ba tun tun chum tùm lây dây tùm lum dây tùm lum. Bây giờ còn chần chừ nữa, chúng ta cùng chào đón đức vua chum tùm lây. Xin mời đức vua. Ôi cái này có dáng ra đừng luôn nghe. Trời ơi. Việc tại giao người làm đến đâu rồi? Dạ kính thưa đức vua, ngày hôm nay thì thần đã tìm ra được cho đức vua một người vợ tương lai rồi ạ. Không được. Đức vua không được lấy vợ. Tại sao? Bởi vì tôi đức vua đã trải qua rất là nhiều kỷ niệm. Tôi không cam lòng để đức vua lấy vợ. Chuyện tốt vậy hả? Nói vậy rồi thần dân người ta nghe, người ta nghĩ ta với ngươi có cái gì rồi sao? Không có gì, nhưng mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều kỷ niệm rồi. Và đặc biệt kỷ niệm đó rất buồn. Tôi và đức vua sống bên nhau rất hạnh phúc. Từ những lúc thơ ấu, những lúc mà tôi đến trường, đức vua đều đưa tôi đi học. Tào lao. Tôi còn nhớ năm đó, đức vua còn hái cho tôi một nhành cây trứng cá để đem vô trường chia cho tôi. Wow, cây trứng có bụng ngay mũi kìa. Nín đi. Nói chung là không được. Tại sao không được? Tại vì là nếu mà một người mà làm vợ đức vua phải có đầy đủ tất cả các yếu tố công, dung, ngôn, hạnh. Thì đương nhiên rồi, người mà ta chọn cho đức vua chắc chắn phải có đủ yếu tố công, dung, ngôn, hạnh. Còn ngươi, ngươi có hay không mà ngươi mà đặt dành? Nói về công, dung, ngôn, hạnh tôi đầy đủ hết trơn hết rồi. Công, có ai công bằng tôi? Ngôn, có ai quạt ngôn bằng tôi? Chính xác. Mọi người ơi, mọi người đâu mà dọn dẹp phải đắng hoàng phải dây, mọi người ủng hộ đi mọi người ơi. Đúng. Nhưng mà cái đó cũng còn dung và hạnh. Kế nhà tôi con nhỏ tên Dung, má nó tên Hạnh. Đó, còn Dung ngôn hạnh. Xàm luôn. Nhưng mà quan trọng bây giờ là cái tuổi nè. Mình phải quan trọng cái tuổi. Nếu mà cái tuổi không hợp với nhau thì đức vua và vợ đức vua về chắc chắn sẽ bị lục đục, hiểu không? Đúng rồi. Người mà ta chọn để làm vợ đức vua, người đó có tuổi Tý rất là hợp. Tuổi Tý không được. Tại sao không được? Tuổi Tý mắt nó hí, về không thấy hoàng thượng đâu, hiểu không? Không cũng được. Có lý, cũng có lý. Được. Mắt hí là cũng có lý. Dạ vậy thì thần sẽ đổi qua tuổi tuổi Mão. Tuổi Mão về sẽ phiền não, hai đứa về cãi lộn, phiền não lắm. Vậy thì tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ mặt nó rất là dị. Đâu, em đâu có dị. Dị mặt kỳ. Vậy thì đó tuổi Ngọ. Ngọ sao? Tuổi Ngọ mặt nó giống cây cọ. Tào lao. Nói chung là không được, Thôi tao quyết định rồi, cuối cùng ta sẽ chọn vợ cho đức vua, đó là một người có tuổi Chó. Không được. Tuổi Chó mặt nó rất khó. Sao biết nó khó? Kìa nhìn Đại Nghĩa đi. Đức vua yên tâm, cái người mà thần chọn cho đức vua thật ra chẳng thuộc một con giáp nào. Trời ơi. Xin mời chị 13. วัสดีครับนะสวัสดีครับđiệu quá ra không chào ai mà cứ múa 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 Sawanikap na Sawanikap na lái chim không lái na tuột lái na à em hiểu nó nói gì rồi không lái nó nói là live stream mà tao nói mà chữ nó là nó không like sẽ bị tuột like nè để làm mẫu nghi thiên hạ đây thì ngoài công dung công hạnh ngươi còn phải khéo léo đồ này nọ chẳng hay ngươi làm được hay không? Khéo léo thì ta biết còn đồ này nọ là gì ta không biết. Nói chung là đức vua thích đồ ăn lắm. Thích đồ ăn lắm mà mỗi lần ăn là không ăn bình thường, phải múa mai quay cuồng mới ăn được. Chẳng hay nhà ngươi có thể làm được không? Chuyện nhỏ ăn đi đức vua. Hưởng cho 5 triệu. Hưởng cho 5 triệu. Dạ. Đây đức vua Bo nè. Đức vua Bo có một cào pháo tay. Ta không ngờ tổ hợp lại nghèo nàn như vậy. Vậy mà khen hay nức nở. Không biết hay chỗ nào. Nè con gái, đức vua mỗi lần ăn là phải cần xoay chuyển đồ này nọ. Chẳng hay ngươi có thể xoay chuyển đồ ăn trên không đồ này nọ không? Ta biết xoay chuyển nhưng ta không biết xoay chuyển đồ này nọ là đồ gì. Tức là cơm đồ này nọ. Nói chung là đồ ăn. Được không? Được thôi. Đợi em ra lấy đồ nghề đó. Vô lên. Hãy làm đi nào. Dạ. Hay quá. Hey. Hay quá. Hey. Hay quá, ê đúng thầy ơi. Hay quá. Vô. Hay quá. Vô. Vô. Look. Hey. Hey. Dạ cảm ơn hoàng thượng. Làm tốt lắm. Ngoài cơm ra thì đức vua rất thích uống trà sữa. Đức vua muốn là những cái hỗn hợp trong như là trân châu đường đen này nọ vitamin đồ đó nó sẽ hòa quyện với nhau. Chính như vậy ngươi có thể lắc trà sữa được không? Coi bộ hoàng thượng khó ăn khó uống ha. Rồi có lắc được không? Dạ được. Hoàng thượng ơi, một cái người mà có thể làm được tất cả những điều này xứng đáng để làm vợ của đức vua. Quá xứng đáng, mẫu nghi thiên hạ. Bất kể người nào mà làm được như nàng tao cưới hết. Quá hay, quá hay. Dạ đức vua ơi, đức vua vừa nói cái gì? Ai làm được như nàng ta cưới. Ai làm được như nàng ta cưới chết ngày với em. Chết ngày với em rồi. Em mong đức vua nói là phải giữ lấy lời. Đúng. Nhưng mà đức vua không có làm những món tầm thường như hồi nãy ta vừa làm, mà làm bằng trái sầu riêng. Sầu riêng sáu ri. Chần chờ gì nữa? Music. Ai mua sầu riêng đó, ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tình. Ê, ê. Cái này là phải né đó. Cái này là phải né, cái chuyện vô mặt á. Hổ giá, hổ giá. Hổ giá. Cái gì vậy? Dạ em có được lấy vua không? Làm được rồi vua. Rớt rồi không tính anh ơi. Không rớt tính. Rồi không tính. À không tính à. Nói chung là ngươi đã được ứng tuyển. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đến với tiết mục hài kịch ca múa lửa nhạc của nhóm kịch Huyền Thoại trong chương trình Ô Hay Gì Thế Này. Lỡ mũi bị gì ạ? Đó, để mấy bạn ngồi đây thì chúng tôi phải tập ngày tập đêm. Đó là nãy múa sầu riêng, quyên sầu riêng đó trúng mũi, mà mũi thiệt không có gì. Dòng mũi giả rất là đau luôn. Để một tiết mục như vậy chúng tôi phải hy sinh rất là nhiều. Vỗ tay cho nhóm kịch Huyền Thoại. Anh vậy em có được ứng tuyển không? Không em nha. Theo mọi người, cái màn trình diễn vừa rồi là khoa học hay là ảo thuật? À. Theo em biết, Lâm Vy Dạ không đủ khả năng để làm cái khoa học đó. Tại vì Lâm Vy Dạ cái cơ thể bạn đó nhìn bề ngoài thì có vẻ rất là mạnh, nhưng mà rất là yếu đuối, làm cái gì cũng rất là vụng về và dễ rớt lắm. Em nghĩ đây là ảo thuật. Chắc chắn có chiêu trò trong đó. Không, em biết có một người rất giỏi về cái sự dẻo dai nè, rồi nhanh nhẹn nè. Đó là chị Gia Gia Trương Nhi. Chị tập yoga rất là nhiều. Không, mà thực ra là chị có học ảo thuật luôn. Nhưng mà chị chỉ học ảo thuật về bài thôi. Dạ. Nhưng mà cái ảo thuật này thì chưa bao giờ đụng tới hết á, cho nên cũng không rất là khó. Thì mới đầu Trương Nhi cũng nghĩ đây là một cái định luật về một khoa học chứ không phải là ảo thuật đâu. Nhưng mà theo cái phân tích của Harry thì Nhi cũng cảm thấy đúng. Tại vì chị Lâm Vy Dạ thiệt ra chị không thể nào mà làm được. Và nếu như làm á, nếu như là cái lực gì đó đi cũng sẽ làm một cách đơn giản, chứ không có làm mấy cái này đúng không dám làm đâu. Đúng rồi, có khi nào dán miếng băng keo đó đó. Mình nghĩ là còn cái 500 hay gì đó, nó có đúng cái rồi. Gì đó nó sợ có cái sự chiêu trò trong đó chứ Lâm Vy Dạ không làm được. À đúng rồi, khi mà nói vậy thì cái ly hồi nãy á nó có màu vàng mình phủ lên, có khi là cái để cái 500 ở dưới. Nếu như mà nhìn ban đầu thì chúng ta sẽ nghĩ ngay nó là khoa học. Khoa học. Yeah. Dễ gì chương trình cho mình cái nào nó ăn dễ dàng, rồi, đơn giản vậy đúng không? Cho nên mình vẫn còn đang rất là hoài nghi cái chuyện giữa khoa học và ảo thuật ở đây. Mặc dù cái cảm nhận của anh nó nghiêng về phía khoa học nhiều hơn, nhưng mà đã từng bị chương trình lừa lọc rất nhiều lần, cho nên là mình phải cân nhắc trong cái chuyện này. Các anh chị ơi, hãy đến với chương trình bằng sự vui vẻ, đừng toan tính với chương trình. Tại vì chương trình toan tính trước mà. Không, chương trình không bao giờ toan tính hết á, chỉ có anh Trường Giang thôi. Lý Gia Kỳ hãy nói lên sự chân thật. Kỳ nghĩ là ảo thuật, bởi vì Kỳ đã từng làm ban giám khảo cho chương trình ảo thuật và đã tiếp xúc rất là nhiều thí sinh Và với Kỳ thì Kỳ nghĩ nó là ảo thuật nhiều hơn. Kỳ cũng nghĩ rằng là khi mọi người diễn thì lúc mà trình diễn với mọi người để chứng minh là đây là thật, đồ thật này nọ thì là như vậy. Nhưng mà khi để lên thì bắt đầu Kỳ nghĩ phải có cái bấm hoặc là có cái gì đó, cơ quan nào đó, cơ quan nào đó. Kỳ nghĩ là ảo thuật. Các anh chị ơi, các anh chị, tụi tôi không có làm gì hết trơn. Nếu như trường hợp hồi nãy mà người khác làm thì em tin nó là khoa học, nhưng mà do là Lâm bị dạ. Lâm bị dạ làm cái gì nó cũng là xạo. Dạ hết. Đúng rồi. Cho nên em tin đây là ảo thuật. Tại sao hả? Tại sao? Ơi, tại em sao? Gì? Em gì một cá nhân mà em nói xung trình của tụi anh hả? Em ơi, sao em nói Lâm dữ dạ với một cái gương mặt mà đằng đằng sát khí gì Harry? Đúng, em không sợ Lâm dữ dạ buồn hả em? À, xạo sự với em. Đúng sao rồi. Sự gì? Cái gì cũng xạo sự hết trơn và cái gì cũng lừa em không à? Là dạ bình thường nó hay lừa em lắm hả? Dạ. Ai tin là khoa học thì đứng bên đây, ai tin là ảo thuật thì đứng về phía đây. Xin mời. Nếu như em nghĩ đó là khoa học, nhưng mà cái màn trình diễn vừa rồi là có mánh khóe thì em đứng ở đâu? Em ảo thuật cũng chỉ chọn một là ảo thuật. Nhưng mà mình đang tham gia chương trình Ô Hay gì thế này thì mọi thứ nó không đơn giản như vậy. Nhìn vô là biết lực ly tâm đúng không? Vì sao là khoa học? Em nhớ hồi đó em học về vật lý thì nó hình như nó là lực ly tâm. Lực ly tâm khi mà một vật vừa đủ nặng á thì lúc đó cái điểm nó trở nên điểm ở giữa nó sẽ thay đổi khi mà mình xoay á. Chị bên nào? Chị bên này. Chị ảo thuật. Ảo thuật hả? Đi qua em với chị qua đây. Trước sau gì mình cũng thắng rồi, mình cũng đúng rồi. Như vậy là bây giờ chỉ một mình em tin tưởng anh hả Thiện? Em luôn tin anh. Nhưng mà bây giờ tới khi anh không tin anh nữa nè. Không sao đâu. Nếu bây giờ rơi vào ảo thuật thì 8 triệu đồng sẽ chia đều cho Lý Nhã Kỳ, Gia Gia Chi Nhi và Xuân Nghị. Trong trường hợp đó là khoa học thì 8 triệu đồng thuộc về một mình Chi Thị. Wow, ăn lớn quá hả? Và Thiện xin thông báo với tất cả mọi người ở đây thì là Thiện chưa bao giờ thắng chương trình nào cả. Chúc mừng mọi người. Giống như bây giờ là được ăn cả ngã về không đó. Nhưng mà em chưa bao giờ thắng. Biết đâu được, năm nay em thắng. Năm nay con heo em may mắn em thắng. Dạ bây giờ thấy mặt anh gian gian quá. Ai sẽ là người mang về chiến thắng? Kết quả trong cái màn vừa rồi với sự biểu diễn của Lâm Vĩ Dạ đó chính là 3. Nếu như trường hợp hồi nãy mà người khác làm thì em tin nó là khoa học, nhưng mà do là Lâm bị dạ. Lâm bị dạ làm cái gì nó cũng là xạo. Dạ hết. Đúng rồi. Cho nên em tin đây là ảo thuật. Mới đầu Chương Nhi cũng nghĩ đây là một cái định luật về khoa học chứ không phải là ảo thuật đâu. Nhưng mà theo cái phân tích của Harry thì Nhi cũng cảm thấy đúng. Tại vì chị Lâm bị dạ thiệt ra chỉ không thể nào mà làm được. Và nếu như làm á, nếu như là cái lực gì đó đi cũng sẽ làm một cách đơn giản chứ không có làm mấy cái này. Đúng, không dám làm đâu. 2. Em nhớ hồi đó em học về vật lý thì nó hình như nó là lực ly tâm. Lực ly tâm khi mà một vật vừa đủ nặng á thì lúc đó cái điểm nó trở nên điểm ở giữa nó sẽ thay đổi khi mà mình xoay á. 1. Đó chính là cái gì? Yeah, mình thắng rồi. Đó là khoa học. Yeah. Thuộc về duy nhất Chí Thị. Đây nè, chương trình của chúng tôi đơn giản thôi. Mấy cái này đâu phải là kim loại hết đâu. Em tưởng kim loại không? Đơn giản, đây là lực ly tâm. Lực ly tâm hết trơn. Tức là gì? Wow. Ồ, không cần lấy đà luôn hả? Thử nào. Đây, cô gái này sẽ làm thử với các bạn. Ai cũng làm được. Em thử cho anh. Vô. Khoan, để anh đi chỗ khác. 2, 3, vô. Trời ơi, trời ơi. gian mình cho luôn. Mình có nên tin là đây là mắm không? Cái gì nó cũng có lý do. Nó rất là mềm. Cơm đây là cơm thiệt. Nó cứng á, không với lại thật ra cái đó có phải nặng không anh? Nhưng mà lúc nãy anh quay được. Phải có một cái lực nặng, tương đối. Cái này phải nặng. Phải có lực nặng mới được. Nặng á. Harry, cái này dễ mà. Rồi Harry thử. Qua đây đứng. Thôi mình lên lại. Tạm đây, tạm đây. Thuận tay nào? Em bên tay phải. Rồi, giữ im, giữ im. Dạ. Rồi xíu lại xíu. Anh nghĩ em cũng giống như Vĩ Dạ, chân yếu tay mềm á, cho nên anh phải núp đi trước cho chắc ăn. Đây đây đây. Đừng anh Giác, rồi. Nhạc chuẩn bị. Ôm này ơi. Thôi. Ôm mình ngồi sẵn. Cái này nãy Dương Lâm nó còn làm rớt huống hồ Harry. Thưa quý vị, như vậy là 8 triệu đồng đã thuộc về một mình Chí Thiện. Không ai khác, một mình Chí Thiện. Yes. Dạ quá được làm nguyên. Yes. Và thưa quý vị, để giải thích cho hiện tượng này, chúng ta sẽ mời ra đây một người trong ban cố vấn của chương trình để giải thích cho tất cả chúng ta cùng biết hiện tượng đó đến từ đâu. Dạ đây, bây giờ thầy ơi, bây giờ mình nói về cái quay này luôn. Đây là hiện tượng vật lý, là nó là cân bằng lực. Cho tôi mượn cái vòng xíu. Dạ đây. Thì khi mà mình quay cái này á, thì nghĩa là mình cung cấp vào cái tô này một cái lực là lực hướng tâm. Dạ. Thì trọng lực nó đóng vai trò là lực ly tâm. Dạ. Hai cái lực, lực hướng tâm và lực ly tâm nó cân bằng nhau. Do đó là cái tô vẫn nằm yên trên cái vòng. Dạ. Tức là lực hướng tâm và lực ly tâm, chứ còn lực mỹ tâm là không tính nha. Rồi, thì cái vấn đề á, là mình quay sao cho nó nằm ở trong cái vòng này thì phải qua một cái quá trình là tập luyện, chứ mình không tập luyện thì mình quay cái tay á, nó không có đều, cái sự cân bằng nó mất và nó sẽ văng cái tô ra. Đó là lý do vì sao hồi nãy Lâm Vĩ Dạ làm được, vì đã có tập luyện. Dạ em cảm ơn. Còn cái này khỏi cần tập luyện, nó rất đơn giản và trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thì bây giờ tôi nhờ anh bưng cái này cái. Nhờ bé này đi. Nhờ con bé này đi. Nó này có lên. Anh mở quán ăn mà. Chạy bàn dữ lắm. Rồi, em đi tới anh Đại Nghĩa giùm xí. Để đi thôi hả anh? Ừ, đi thôi. Password. Thạc sĩ ơi, phải có password. Tới anh Đại Nghĩa lấy 8 triệu nhanh. Đổ hết rồi, nước đổ tùm lên hết trơn, thấy chưa? Bưng cái này thấy đổ phải không? Dạ đổ. Rồi. Mình cho nó đầy chút đi. Là không có đổ ra ngoài mà đổ vô người em luôn á anh. Em yên tâm. Đó, cầm dây vô. Nắm vậy. Mời em. Để em đổi bát quần. Trời ơi anh Đại Nghĩa lấy chồng. Đổ không? Không đổ. Rồi, được rồi. Hình không đổ rồi. Mặc dù vận tốc chạy nhanh hơn. Nói chung là tài do con bé này nó hạo đậu, chứ em chạy 10 năm cũng không đổ nữa. Thì cái này mình không cần tập luyện, mình đi thì cái quán tính của nó làm cho nước không bị đổ ra ngoài. Dạ. Anh đi thử đi anh. Anh chạy vòng vòng cho nó cũng đổ nữa. Đó do. Đó là tập luyện đó. Dạ em biết rồi, cái gì cũng có lý do của nó. Mình cột cái 4 cái góc dây này cho nó cân bằng ngang nhau, rồi mình chạy thì nó đưa qua, nó đưa lại, nó đưa tới đưa lui, nước nó không văng ra ngoài. Hay quá. Cảm ơn thạc sĩ rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình sau vài phút giải lao.